Trong hai ngày 26 và 27 tháng 5, trên 1.920 học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố Sóc Trăng tham gia kỳ kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 12 do Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng tổ chức. Hình thức kiểm tra được tổ chức giống như kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông. Theo đó, sáng ngày 26 tháng 5, các thí sinh làm bài môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, buổi chiều làm bài môn toán, thời gian làm bài 90 phút, Ngày 27 tháng 5, buổi sáng các thí sinh làm bài tổ hợp khoa học tự nhiên 3 môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học hoặc tổ hợp khoa học xã hội 3 môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, mỗi môn làm bài 50 phút, buổi chiều làm bài môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Các môn Toán, ngoại ngữ, bài thi tổ hợp làm theo hình thức trắc nghiệm, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Cấu trúc đề nội dung kiến thức, thời gian làm bài các môn thi được thực hiện bám sát theo bộ đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ kiểm tra khảo sát giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học rèn luyện thêm kỹ năng làm bài thi và đánh giá mức độ kiến thức hiện tại của bản thân qua đó tự điều chỉnh phương pháp học tập trong thời gian tới đồng thời giúp các trường đánh giá quá trình ôn tập trong thời gian qua làm cơ sở để điều chỉnh việc dạy học và ôn tập nhằm đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông năm 2022. Sáng nay, ban tổ chức tỉnh ủy sóc trăng tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2022 lớp thứ tư. Tham gia lớp học từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 5, các học viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu, học tập, trao dồi các nội dung quan trọng về công tác tổ chức xây dựng đảng, về đạo đức công vụ, công tác cán bộ, công tác tổ chức đảng, đảng viên, chính sách cán bộ. Qua đó giúp các học viên nâng cao chất lượng công tác, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, làm tốt vai trò tham mưu, giúp cho các quỹ cơ sở, chính quyền các cấp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chương trình công tác của ngành tổ chức xây dựng đảng trong thời gian tới. Tại buổi lễ, ban tổ chức tỉnh quỹ trao giấy chứng nhận cho 80 trên 81 học viên đủ điều kiện hoàn thành chương trình lớp bầu dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2022. Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã đến kiểm tra khảo sát tình hình thực thi pháp luật về chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Mỹ Tú. Qua kết quả trà soát thống kê, toàn huyện Mỹ Tú có 4 trên 12 chính sách được hỗ trợ theo nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của chính phủ, với tổng số tiền đề nghị hỗ trợ và được phê duyệt hơn 46,3 tỷ đồng. Đến nay đã chi hỗ trợ gần 42 tỷ đồng, Bên cạnh đó, huyện cũng thực hiện mua sắm thiết bị y tế, vật tư, tiêu hao và thuốc theo đúng danh mục quy định của ngành y tế, đảm bảo công tác thực hiện chính sách hỗ trợ cho dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 8,1 tỷ đồng. Lãnh đạo đoàn công tác ghi nhận đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Mỹ Tú trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, góp phần ổn định đời sống người dân, phục hồi sản xuất sau đại dịch. Đối với những ý kiến đóng góp của địa phương, là cơ sở để đoàn tiếp thu tổng hợp và trình hội đồng nhân dân tỉnh xem xét bổ sung chỉnh sửa. Trước đó, đoàn đã kiểm tra thực tế khảo sát trực tiếp tại thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa. Đoàn công tác cục bảo trợ xã hội phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh vừa đến thăm tặng quà, nhà nuôi dạy trẻ mồ côi tại chùa Năng Nhân phường 7 thành phố Sóc Trăng và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Tại mỗi nơi đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi về điều kiện sinh hoạt, cơ sở vật chất cũng như những thuận lợi khó khăn trong việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Theo đó, tại nhà nuôi dưỡng trẻ mồ côi chùa Năng Nhân có hơn 20 em đang được nuôi dưỡng tại đây. Các em được tạo điều kiện học văn hóa, chăm sóc chu đáo. Còn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đang chăm sóc và nuôi dưỡng 121 đối tượng, trong đó có 25 trẻ mồ côi. Trung tâm luôn cố gắng chăm sóc tốt nhất cho các đối tượng, tạo điều kiện cho các em có môi trường sinh hoạt và phát triển tốt. Qua buổi thăm hỏi, đoàn công tác Cục Bảo trợ Xã hội đã lắng nghe và ghi nhận những đề xuất kiến nghị để có hướng hỗ trợ kịp thời, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Chiều ngày 25 tháng 5, đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã đến thăm và tặng quà cho công nhân ngành điện tại Sóc Trăng nhân tháng công nhân Đoàn đã động viên thăm hỏi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ công nhân viên chức, nhất là công nhân trực tiếp tham gia sản xuất ngoài hiện trường tại công ty điện lực Sóc Trăng và một số điện lực huyện, đánh giá cao sự nỗ lực của lực lượng công nhân trực tiếp tham gia sản xuất, biểu dương những thành tích mà công ty điện lực Sóc Trăng đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều công nhân đã nhiễm bệnh nhưng vẫn đảm bảo cung cấp điện xuyên suốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân dịp này tổng công ty điện lực miền nam đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và đến tặng quà cho trung tâm thí nghiệm điện sóc trăng điện lực long phú